Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Siwat Authentic, trao chữ tín, sống trọn đam mê. Và bên mình thì luôn cung cấp những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng được săn sale hoặc là đồng hồ qua sử dụng với một cái mức giá rất là tốt cho anh em. Và nếu như mà anh em có quan tâm đến cái sản phẩm đồng hồ bên mình thì hãy liên hệ mình với số 0973816172. Đây là cách nhanh nhất để tương tác với cả Siwat Authentic. Và sản phẩm bên mình thì có hạng thôi, nên là anh em hãy nhanh tay để sở hữu những cái sản phẩm tuyệt vời bên mình nhé. Ok, hôm nay thì em sẽ quay trở lại với một cái sản phẩm rất là đẹp, rất là tuyệt vời mà hôm trước em đã quảng cáo trên video trước, nhưng mà em đã mất khoảng 2 ngày để đeo thử, để trải nghiệm nó. Và nếu mà các anh quan tâm những cái sản phẩm tuyệt vời bên em ấy, thì hãy liên hệ với em với số là 0828 91522, hoặc là gọi cho em, nhắn tin cho em vào số 0973816172, số Zalo nhé. Bây giờ thì hôm nay em sẽ có một cái chiếc sản phẩm đến từ thương hiệu Seiko. Seiko là ông vua của đồng hồ Nhật Bản. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái chiếc rất là đặc biệt, rất là cao cấp đến từ thương hiệu này. Và chiếc này thì anh em Việt Nam gọi là chiếc tiểu Grand Seiko. Còn ở nước ngoài thì anh em chơi cũng sẽ gọi là chiếc Baby Seiko. Grand Seiko là một cái phân khúc rất là cao của Seiko. Nó xếp hạng ngang với những cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ như là Omega hay là Breitling, Tag Heuer, vân vân. Và các anh em chơi Seiko thì thực sự rất là muốn một lần được trải nghiệm chiếc Grand Seiko, nhưng không phải là ai cũng có điều kiện đó. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu một cái chiếc tiểu Grand Seiko rất đẹp, rất đặc biệt cho anh em. Bây giờ thì em sẽ mở nó ra. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đi đến cái hộp của chiếc này. Hộp của chiếc này là một cái chiếc mà sản phẩm made in Japan, nên là nó sẽ có một cái chiếc hộp đơn giản như này thôi. Và tuy nhiên là cầm trên này nó khá là cao cấp, nó cứng cáp hơn hẳn những cái sản phẩm thông thường của Seiko. Bây giờ thì em sẽ mở nó ra. Đó, phụ kiện của chúng ta thì đây là chiếc đồng hồ qua sử dụng anh em nhé. Và phụ kiện của chúng ta sẽ chỉ còn cuốn sổ của Seiko thôi, cuốn sổ khá là nhiều thông tin từ Seiko. Đó, và em sẽ để đây. Chiếc này của chúng ta thì sẽ còn khá là nhiều mắt thừa, cho anh em đủ tay cho anh em khoảng 90 cân đổ lại thoải mái. Nên là anh em nào mà ưng chiếc này thì cứ gọi cho em nhé. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu với anh em cái chiếc sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Đây, cảm quan lúc mới nhìn vào thì chiếc này thì thật sự là em rất ấn tượng về nó. Cầm trên tay thôi nó cảm thấy một cái gì đó rất rất là cao cấp đến từ Seiko, một cái thương hiệu đồng hồ Nhật Bản thôi, tuy nhiên là họ hoàn thiện đồng hồ hết sức là tuyệt vời. Và cái có một cái để mà nói về cái chiếc này ấy, mà thật sự là anh em phải cầm trên tay thì mới cảm nhận hết được cái độ tuyệt vời của nó. Đấy chính là cái độ hoàn thiện. Độ hoàn thiện của chiếc này rất rất là tuyệt vời và ấn tượng. Và nó đỉnh như thế nào thì em sẽ từ từ chia sẻ với các anh nhé. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu với anh chiếc mã của chiếc này, mã quốc tế là SRX033, chiếc Baby Grand Seiko. Anh có thể là cảm quan ban đầu ấy thì là nó rất là đẹp. Và cái chất thép của chiếc Baby Seiko này nó rất là lì anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy chất thép rất là lì. Và chiếc này ấy, em bật mí là nó được Seiko hoàn thiện với cả cái đèo siêu, một cái lớp mạ ở phía trên này, một cái lớp ở phía trên này của chất thép, làm cho chất thép cứng hơn, bóng bẩy hơn, tạo ra cái độ lì của chất thép nữa, giống như chiếc Maurice Lacroix vậy. Tuy là thép nhưng mà cầm trên tay nó rất là bóng bẩy và rất là đẹp. Chiếc này chúng ta sẽ có một cái dial khá là đơn giản nhưng mà hoàn thiện hết sức tinh tế. Chúng ta có một cái đồng hồ có đường kính bề mặt làm 40,8mm ở đây, được trang bị một cái kính sapphire cao nguyên khối và được phủ chống lóa hai mặt. Anh em có thể xem nhé. Đó, khi mà có ánh sáng đi qua ấy, thì cái ánh sáng nó không bị vỡ ra mà nó trụm vào. Và nó có một cái mặt kính cực kỳ là trong trẻo,
cảm giác như là không có một cái tia sáng nào có thể phản lại được, mà nó tất cả nó đều đi qua và nó tạo cái sự trong trẻo, và nó càng cộng hưởng với cả cái dial làm rất là kỹ, tạo ra một cái chiếc đồng hồ cực kỳ là đẹp mắt. Dial của chiếc này thì nhìn qua ta thấy khá đơn giản thôi, có logo của Seiko, góc 12 giờ, dòng chữ automatic và Japan mã máy 6:15 ở góc 6 giờ, một ô lịch ở góc 3 giờ. Tuy nhiên là cái cọc và cái cọc số và cái kim của chiếc này hoàn thiện hết sức là tuyệt vời. Đây chính là cái công nghệ hoàn thiện kim và cọc cổ số của brand Seiko. Anh em thấy là cái độ hoàn thiện và bất sáng của chiếc này cực kỳ là tốt. Và cầm trên tay với một cái người mà đã sử dụng khá là nhiều cái phân khúc khoảng 10 đến 20 triệu của đồng hồ Thụy Sĩ, thì em thấy là chiếc này không hề thua kém bất cứ một cái sản phẩm đến từ Thụy Sĩ nào trong phân khúc khoảng dưới 20 triệu cả. Đó, anh em thấy là độ hoàn thiện. Và trên dial chúng ta sẽ có trải tia sunburst nữa, một cái dial màu trắng, kiểu trắng sữa, và được trải tia sunburst cùng với cả các cái kim và cọc số hoàn thiện cực kỳ tốt. Tuy nhiên là cái kim của chiếc này thì nó có màu xanh đậm, và anh em có thể thấy là nó khá là đẹp. Tuy nhiên là một điểm đáng tiếc hơn cả là nếu mà cái kim này nó là màu thép giống màu cọc số thì em sẽ thấy là nó sẽ hợp tông hơn, hoặc là nó hẳn một trang bị một chiếc kim nung đi thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là Seiko chỉ cung cấp cho chúng ta một chiếc kim sơn thôi. Tuy nhiên là kim sơn của họ làm cũng rất là kỹ anh em nhé. Em thấy một lần nữa cái dial của chiếc này rất là đẹp. Đó. Chiếc này thì sẽ có một cái bezel cong 3 chiều đây, làm bóng, và cái DNA của đồng hồ Seiko làm rất là đẹp, có cái càng dài, cảm giác rất là khỏe khoắn, đầm tay và chắc khỏe. Bên này sẽ là một cái núm của Seiko, có khía và có logo chữ S ở đây. Đó, chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc automatic. Tuy nhiên là với một cái bộ máy cao cấp đến từ Seiko, chúng ta vẫn có đầy đủ chức năng hỗ trợ lên cót tay và dừng kim rơi trên hình giờ. Em sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ để lên cót tay và rút núm ra nấc ngoài cùng. Chức năng hacking stop sẽ hoạt động, kim dây đứng lại và chúng ta sẽ chỉnh giờ cho nó nhé. Núm to là mân mê rất là đã anh em ạ. Đó, và em sẽ đóng núm lại để đảm bảo chống nước của chúng ta. Đó. Bộ dây của chiếc này thì làm cũng rất là tốt. Anh em thấy đấy là đó. Đây là một cái chiếc đồng hồ qua sử dụng, tuy nhiên là một vài cái vết xước lông mèo ở trên dây thì là cái điều không tránh khỏi em nhé. Nhưng mà với một cái mức giá rất là tốt như thế này thì em nghĩ là một vài cái vết xước lông mèo này nó không đáng gì cả. Chúng ta có một cái bộ dây đúc đặc rất là chất lượng bằng thép 316L và được phủ dial oxy ở đây. Anh em thấy là tuy là thép thôi nhưng mà nó bóng, rất là bóng và rất là đẹp. Cảm giác cầm chiếc này rất là đầm và lì luôn. Đeo chiếc này thì thực sự phải nói là rất là đẹp. Đó. Bộ dây của chúng ta sẽ là dây 3 chỉ để hoàn thiện phay xước, để tối ưu hóa cái khả năng sử dụng lâu dài, để đỡ bị xước luôn. Và anh em có thể thấy cái độ hoàn thiện của chiếc này nó rất là tốt. Từ những dial nhỏ đến những cái dây khóa đều rất là tốt. Dây thì là mắt dây to, tuy nhiên đeo trên tay rất là ôm tay, rất là đầm, đến từ Seiko. Và chúng ta sẽ có một cái bộ khóa cực kỳ là chất lượng, chất lượng hơn rất là nhiều những cái bộ khóa ở đời thấp của Seiko. Đó, anh em nhìn thấy là cái khóa này rất là đầm và rất là to. Và anh em thấy không, nó làm cong chỗ này để ôm vào tay chúng ta khi đeo. Và khóa của chiếc này ấy, thì nó làm cực kỳ là giống khóa của Tag Heuer. Sau khi mà cái phần một lần Tag Heuer và Seiko có hợp tác với nhau thì em nghĩ đây là cái sản phẩm mà họ đã trao đổi cái công nghệ cho nhau. Đó, đây là một khóa rất là tuyệt vời đến từ cái Seiko này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát ở phía sau nhé. Phía sau thì chúng ta sẽ có một vài thông tin khác như là Seiko này, chống nước ở 13, tương đương với 100m. Chiếc này chống nước 100m và chấp tất cả các loại mưa gió luôn anh em nhé. Và thậm chí là anh em có thể dùng chiếc này để tắm vòi hoa sen. Nhưng mà tất nhiên là em sẽ không khuyến khích anh em đeo đồng hồ đi tắm đâu. Và nhớ là không bao giờ được tắm trong môi trường nước nóng nhé. Đó. Và chúng ta sẽ có một vài thông tin khác như là
top sapphire này, kính sapphire này, made in Japan, đó, mã của case. Và chúng ta sẽ có một bộ máy rất là tuyệt vời ở đây, một bộ máy 6R15C đến từ Seiko. Bộ máy này thì sẽ đảm bảo chúng ta một cái hoạt động ổn định, tin cậy và lâu dài. Chiếc bộ máy 6R15C này thì chúng ta sẽ có cái thông số nó ngang bằng với cả bộ máy, những cái bộ máy basic của Thụy Sĩ như là máy ETA hay là máy Celita. Chiếc này thì sẽ có 23 chân kính, chạy tần số dao động là 21.600 VPH với độ tích cốt là 50 giờ. À, xin lỗi anh em, chiếc này sẽ chạy với tần số là 28.800 VPH và độ kích cốt tối đa là 50 giờ cho anh em sử dụng và trải nghiệm một chiếc này. Đó, anh em thấy là cái chiếc SRX033 này chúng ta được trang bị rất là nhiều các cái công nghệ tuyệt vời đến từ Seiko. Và bây giờ thì em sẽ lên tay cho anh em xem là chiếc này lên tay sẽ như thế nào nhé. Ok, bây giờ thì em sẽ đeo lên tay cho anh em xem. Chiếc này thì em đã tháo mắt để vừa với cổ tay của em. Em đã đeo nó 2 ngày và cảm thấy rất là tuyệt vời. Đây, trên tay của em đang là size cổ tay là 15,5mm. Đeo chiếc này có cái đường kính bề mặt là 40,8mm, khá là ok. Tuy nhiên là anh em nào có cổ tay to hơn 16, 16,5, 17, 17,5 đeo rất là đẹp, đẹp hơn cổ tay em rất là nhiều. Chiếc này sẽ dày khoảng 11mm. Đó. Trên tay thì phải nói là nó rất là đầm, rất là đẹp, bắt sáng rất là tốt và nó có một cái cảm giác rất là khác biệt khi mà chúng ta đeo đã quá quen với những chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ rồi thì một trải nghiệm đến từ Nhật Bản cao cấp như thế này cũng thực sự là rất là tốt. Và đây là một chiếc rất là đáng chơi. Và nếu mà anh em hỏi em là có nên bỏ ra hơn 10 triệu để mua một chiếc đồng hồ đến Nhật Bản như thế này không, thì với em chắc chắn là có. Đó là cái từ ấy, hoàn thiện kim cọc số cực kỳ tốt, là từ cái cảm giác đeo trên tay rất là cảm giác, rất là có cảm xúc, và đến từ những cái chất thép của Seiko, họ làm rất là tuyệt vời nữa. Đấy, với những cái chiếc như này thì chiếc này đang có cái giá retail vào khoảng hơn 1.000 đô, tức khoảng hai mấy triệu đấy, 23, 24, 25 triệu gì đó ở bên Nhật. Và em đang bán một cái chiếc đồng hồ qua tình trạng qua sử dụng như này, đầy đủ hộp sổ, có bảo hành 1 năm chính hãng và hậu mãi trọn đời cho anh em, đến từ Seiko Antique, chỉ với giá là 12 triệu thôi anh em nhé. Và nếu mà anh em có nhu cầu thì hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho em Long vào số 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo 0973816172 nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến đây video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Nhớ bấm đăng ký, bấm like và bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái video nào của Seiko nhé. Hãy đăng ký bởi vì nó miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.